năm trăm mười bốn chuyện tượng vương ở hồ Chetantha tiền thân Chetantha ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trần vân vân câu chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Jetavana kỳ viên về một sajini một thiện gia tính nữ ở xá vệ nhận thấy nỗi khổ đau của cuộc đời thế tục đã xuất gia tu hành. Một ngày kia, nàng cùng các tỷ kheo ni khác đi đến nghe Pháp. Trong lúc Đức Phật ngồi thuyết giảng trên bảo tọa uy nghi, nàng chiêm ngưỡng kim thân của Ngài đầy đủ vẻ tối thắng, mỹ diệu, phát xuất từ công đức vô lượng của Ngài. Nàng nghĩ thầm, ta không biết trong một đời trước nào ta từng phụng sự là thê thiếp của bậc vĩ nhân này chăng ngay lúc ấy nàng chợt nhớ lại các đời trước của nàng vào thời thượng tượng vương trách đanh ta ta đã từng làm vợ vĩ nhân này tâm nàng tràn ngập hân hoan hạnh phúc khi nhớ lại việc ấy trong niềm xúc động sung sướng kia nàng bật cười lớn và nghĩ thầm ít phụ nữ có thiện ý đối với chồng mình đa số đều có ác ý cả ta không biết xưa kia ta có thiện ý hay ác ý đối với vị này. Rồi hồi tưởng lại quá khứ, nàng nhận ra là vì cảm thấy bị đối xử thờ ơ, lãnh đạm, nên nàng đã sinh lòng oán hận đại tượng vương Chananta có chiều dài 120 cubit, tức gần 50 mét. Và nàng đã nhờ tay thiện xạ Sonutara dùng tên tẩm thuốc độc, bắn trọng thương để giết ngài lúc ấy niềm đau khổ khởi lên, lòng nàng bồn chồn nóng rang, rồi không thể kiềm chế xúc động kia, nàng bật tiếng khóc nức nở. Thế thế, bậc đạo sư nở một nụ cười, và khi được hội chúng tỉ kheo hỏi, Bạch Thế Tôn, duyên cớ gì khiến Thế Tôn mỉm cười? Ngài bảo, Này các tỉ kheo, Sa-di-ni này vừa khóc khi nhớ lại một tội ác đã từng phạm để hại ta trong một đời trước. Nói vậy xong, Ngài kể một câu chuyện quá khứ. Một thổi nọ, có tám ngàn phương tượng nhờ tu luyện thần thông, du hành qua không gian đến an trú gần bên hồ Chanh Đanh Ta ở vùng Tuyết Sơn. Vào thời ấy, Bồ Tát tái sinh làm con của voi chúa. Thần Ngài thuần trắng bàn chân đỏ, da mặt đỏ hồng. Dần dần lớn khôn, ngài cao đến 88 cubit và dài 120 cubit. Ngài có cái vòi như cuộn dây thần bằng bạc, dài 58 cubit. Bộ ngà có chu vi 15 cubit, dài 30 cubit, tỏa ánh sáng lục sắc. Ngài là chúa đàn voi lớn gồm 8.000 con thường tôn kính cúng dường các vị độc giác Phật. Hai vị chánh cung hoàng hậu của Ngài là Chula Supadda và Maha Supadda, Tiểu Hiền Phi và Đại Hiền Phi, tượng vương với quần thần 8.000 voi ngự trong kim động. Lúc bấy giờ, hồ Chadanta dài 50 dặm và rộng 50 dặm. Ở giữa hồ khoảng 12 dặm, chẳng hề có cây cephala hoặc panaca nào mọc nên nước trong như khối ngọc thần bao quanh vùng nước này gần đó là một dải toàn hoa súng trắng tinh khiết rộng chừng một dặm kế đó là một dải toàn hoa súng xanh bao bọc rộng chừng một dặm tiếp theo đó là loại sen trắng sen hồng đến súng trắng súng hồng và loại súng trắng ăn được đám súng trắng chen lẫn các loại súng khác rộng chừng một dặm cứ mỗi lớp bao bọc các lớp trước kế tiếp bảy lớp cây này là một đám súng trắng xen lẫn các loại súng khác cũng rộng chừng một dặm bao quanh tất cả các lớp trước kế đó trong vùng nước sau vừa cho voi đứng được là một đám lúa đỏ tiếp theo trong vùng nước bao quanh là những khu rừng cây nhỏ đầy hoa thơm dịu dàng, đủ màu vàng, xanh, trắng, đỏ. Như vậy, mười rừng hoa này rộng chừng một dặm mỗi thứ. Kế đó là rừng đậu đủ loại. Kế nữa là rừng chen, lẫn bìm bìm, dưa, bí bầu và nhiều cây leo khác. Tiếp theo là một rừng mía cao bằng cây cau, rồi đến một rừng chuối có quả lớn bằng chiếc ngà voi kế đó là một ruộng lúa, rồi đến một vườn mít, trái bằng bình nước lớn. Tiếp theo là một vườn me đầy quả ngon ngọt, sau đó là vườn táo voi, rồi đến một rừng cây lớn đủ loại, kế tiếp là một rừng tre. Vào thời ấy, phong cảnh vùng này tráng lệ như thế, vẽ kỳ vĩ đương thời miêu tả trong bộ luận Sanjutta, luận giải bộ kinh tương ưng. Sông, vùng bao quanh rừng tre lại là bảy ngọn núi. Từ phía ngoài cùng là ngọn tiểu Hắc Sơn, kế đó là Đại Hắc Sơn, Thủy Sơn, Nguyệt Sơn, Nhật Sơn, Ngọc Sơn và núi thứ bảy theo thứ tự là Kim Sơn. Núi này cao bảy dặm, vườn cao lên quanh hồ Chadanta như đường viền cây chén. Vách núi bên trong màu vàng chói, do ánh sáng tỏa ra từ đó hồ Ta rực rỡ như mặt trời mới mọc trong số các núi phía ngoài có một ngọn cao sáu dặm một ngọn cao năm dặm ngọn cao bốn dặm ngọn cao ba dặm ngọn cao hai dặm và ngọn chỉ cao một dặm lúc bấy giờ về phía góc hồ đông bắc được bao bọc bằng thất sơn như vậy ở một nơi gió thường thổi trên mặt nước có một cây đa lớn mọc lên. Thân cây có chu vi 5 dặm, cao 7 dặm, bốn cành vươn ra bốn phía rộng 6 dặm. Những cành mọc thẳng lên cao 6 dặm, như vậy từ rễ đến ngọn cao 13 dặm. Từ đầu ngọn cành cây phía này sang đầu ngọn cành cây phía kia rộng 12 dặm. Cây này sinh ra 8.000 chồi mọc thẳng tuyệt đẹp chẳng khác nào Ngọc Sơn lộ lộ kia. Sông về phía tây hồ chất Đanh Ta trong Kim Sơn, có kim động chừng 12 dặm. Tượng vương Chết Đanh Ta cùng đoàn tùy tùng 8.000 voi. Về mùa mưa thường sống ở kim động này, về mùa nóng lại đứng dưới gốc đa lớn kia, giữa các nhánh cây để đón gió nhẹ hiu hiu thổi từ mặt hồ nước. Một ngày kia, đám quần thần tâu với ngài đại thọ sala vườn đang độ nở hoa. Thế là được đám tùy tùng hậu tống, ngài có ý định đi du ngoạn trong vườn sala. Và khi vừa đến nơi ấy, tráng ngài đụng vào một cây sala đang nở rộ hoa. Lúc bấy giờ, nàng chula subhadda đứng theo chiều gió, nên một đám cành lá khô cùng kiến đỏ rớt xuống thân nàng. Còn nàng Maha subhadda đứng chỗ khuất gió nên các hoa tươi cùng phấn hoa và cành lá xanh tươi rơi trên thân nàng. Chula Subhadda nghĩ thầm. Ngài để rơi trên mình nàng ái phi của Ngài, đầy hoa tươi, phấn hoa cùng cành lá xanh. Còn trên mình ta, Ngài lại làm rớt cả một mớ cành lá khô cùng bầy kiến đỏ lẫn lộn. Được lắm, rồi đây ta sẽ biết cách làm gì và nàng sinh lòng oán hận bậc đại sĩ từ đó. Một ngày kia, tượng vương cùng đám tùy tùng xuống hồ Chadanta để tắm. Lúc ấy, hai chú voi dùng vòi cầm các bó rễ cây Usira để hầu tắm ngài. Chà sát cả thân ngài, cao như thể núi Kailasa. Khi ngài bước ra khỏi nước, lên đứng trước mặt bậc đại sĩ. Sau đó, tám ngàn voi kia xuống hồ vui đùa thỏa thích trong nước, hái đủ loại hoa dưới hồ, trang điểm bậc đại sĩ khác nào một ngôi đền bằng bạc. Sau đó, chúng trang điểm cả hai hoàng hậu của chúa voi. Lúc ấy, có một con voi kia bơi quanh hồ, hái một đóa sen lớn bảy chồi dân bậc đại sĩ. Ngài dùng vòi cầm hoa sen rẫy phấn lên trán mình, xong đưa tặng hoa cho chánh hậu Mahasupada. Thế việc này, nàng tình địch của chánh hậu lại nghĩ. Hoa sen bảy chồi này, ngài cũng tặng cho ái hậu của ngài, chứ không phải tặng ta. Nàng lại càng sinh lòng căm hờn ngài thêm nữa. Một ngày kia, khi Bồ Tát đã ướp hoa quả ngon cùng ngó sen và củ sen với mật ong xong, ngài đem cúng dường 500 vị độc giác Phật thọ thực. Nàng Chula Subhada cũng đem các thứ quả rừng nàng đã hái dân cúng các vị độc giác Phật ấy và nàng cầu nguyện như vậy. Từ nay, sau khi con lìa trần, ước mong rằng con được tái sinh làm công chúa Subhada trong hoàng tộc của vua Madha và khi đến tuổi trưởng thành, mong rằng con được vinh dự làm hoàng hậu của vua Balanai. Lúc ấy, con sẽ đầy vẻ diễm lệ trước mắt ngài và được Ngài sủng ái và sẽ có đầy đủ quyền lực thực hiện điều gì con ước muốn. Thế là con sẽ tâu đức vua cho người thợ săn dùng tên độc bắn tử thương voi chúa này. Và như vậy, con ước mong có thể bảo chúng đem về dân con một cặp ngà tỏa hào quang lục sắc kia. Từ đó, nàng bỏ ăn uống, nên héo mòn dần. Chẳng bao lâu, nàng từ trần rồi tái sinh làm con chánh hậu vua Mada và được đặt tên là Subhadda. Khi nàng đến tuổi dậy thì, song thân nàng liền xe duyên nàng với vua Ba Nại. Nàng làm đẹp lòng vua và được sủng ái, nên được phong làm chánh hậu giữa đám 16.000 phi tần. Khi nhớ lại các đời trước của mình, nàng nghĩ thầm. Lời nguyện cầu của ta đã thành tựu, này ta phải truyền đem bộ ngà voi ấy dân ta mới được. Thế là nàng xoa dầu khắp người, mặc áo dơ bẩn, nằm lên giường giả vờ bệnh. Nhà vua hỏi: Ai hậu Subhada của trẫm đâu rồi? Khi nghe tin nàng bị bệnh, ngài vội vào hậu cung ngồi bên vương sàng, vuốt nhẹ lưng nàng và ngâm phần kệ đầu tiên. Một ái hậu mắt nhung đẹp tuyệt trần, nàng xanh sao quá, dáng đau buồn, như tràng hoa dưới chân dày xéo, vì cớ sao nàng héo úa dần. Nghe lời này, nàng liền đáp vần kệ thứ hai. Hai Dường như chuyện thấy ở trong mơ, thần thiếp hằng mong mỏi thiết tha, mong ước hảo huyền e khó đạt, cho nên lòng thiếp mãi buồn lo vua nghe thế lại ngâm vần kệ nữa ba những lạc thú nào ở thế gian con người khao khát tận tâm can điều gì mong trẫm đem ban tặng hãy nói trẫm nghe ước nguyện nàng nghe vậy hoàng hậu bảo tâu đại phương ước nguyện của thiếp thật khó đạt thành thiếp chưa thể nói được ngay bây giờ ước nguyện ấy xin cho tất cả các thiện xạ trong nước tụ tập về đây lúc ấy thiếp sẽ nói ra giữa đám thiện xạ ấy và nàng ngâm phần kệ để giải thích ý nàng muốn nói bốn truyền đám thợ săn phụng mệnh ngay những người cư ngụ nước non này điều thần thiếp muốn nhờ tay họ khi diện kiến xin sẽ giải bày vua chấp thuận và từ hậu cung, ngài ban lệnh cho các đại thần. Hãy cho đánh trống ban lệnh rằng tất cả các thợ săn trong quốc độ Kashi, trải dài 300 dặm này phải đến tụ tập tại đây. Họ tuân lệnh, chẳng bao lâu các thợ săn trong quốc độ Kashi mang tặng vật tùy theo phương tiện của họ nhờ Tâu trình vua, họ xin bệ kiến. Lúc ấy, họ đến chừng 60.000 người. Vua nghe tin ấy, liền đứng trước cửa sổ mở rộng, giơ tay chỉ cho hoàng hậu thấy họ đã trình diện, ngài bảo: "Năm. Nhìn đám thợ săn dũng cảm đây, nghe săn mồi lão luyện cao tay, với tài chém giết bầy hoang thú, vì trẫm sẵn sàng bỏ mạng ngay." Hoàng hậu nghe thế, liền ngâm vần kệ bảo họ: "Sáu." Lạp hộ can trường tụ tập đây. Những lời ta nói lắng nghe vậy, dường như ta thấy trong cơn mộng, bạch tượng sáu ngà tuyệt mỹ thay. Ta ước bộ ngà lòng khắc khoải, chẳng còn gì đáng giá đời này. Đám thợ săn nghe nàng nói đáp lời. 7. Các bậc tổ tiên thở đã qua, sáu ngà voi trắng thấy bao giờ loài gì thú ấy xin cho biết đã hiện trong mơ của lĩnh bà. Sau đó, họ lại còn ngâm thêm vần kệ nữa. 8. Bốn phương Nam Bắc với Tây Đông, chính giữa bốn miền cũng họp chung. Thiên đỉnh thêm vào thiên đế nữa, nơi nào trong thập hướng không trung, tượng vương này ở xin cho biết xuất hiện trong mơ của chánh cung nghe nói thế hoàng hậu subadha nhìn toàn thể đám thợ săn thế trong đó có một người chân lớn bắp chân phòng to như một cái thúng đựng đầy lễ vật xương sườn đầu gối đều vạm vỡ bộ râu rậm hàm răng vàng khe mặt mũi méo mó đầy sẹo là người thật xấu xí đồ sộ nổi bật lên giữa đám thợ săn tên là sonutara trong một đời trước đã từng là kẻ cựu thù của bậc đại sĩ. Nàng liền nghĩ, người này có thể làm theo lời ta được. Và xin phép vua, đem gã kia đi lên thượng lầu của cung điện bảy tầng. Nàng mở cửa sổ hướng bắc, chỉ tay thẳng về phía dãy Bắc Tuyết Sơn, rồi ngâm bốn vần kệ. Chính hướng bắc bên kia dãy Thất Sang, cuối cùng ta đến vách non vàng đỉnh cao thường có loài ma quỷ, hoa tự chân lên ngọn rỡ ràng. 10. Dưới núi ma kia lại thấy ngay, xanh um cả khối dáng như mây, một cây đa chúa từ nhiều gốc sinh tám ngàn cành tráng kiện thay. 11. Trú đầy bạch tượng mạnh vô sông, có sáu ngà quân đội tám ngàn, ngà tựa càng xe tài thiện chiến hộ phòng giao đấu tốc như phong mười hai thở phì voi đứng mắt trừng trừng hơi gió nhẹ đưa cũng nổi sân nếu chợt thấy người gây mảy gió đùng đùng chúng giảm nát tan thân sunutara nghe tả thế hồn vía bay lên mày vội đáp vần kệ mười ba lam ngọc sáng ngời hoặc bảo trân, biết bao trang sức với kim ngân, việc gì hoàng hậu cần ngà ấy, hay lệnh bà mong giết thợ săn. Hoàng hậu lại ngâm vần kệ. 14. Nung nấu lòng ta rẫy giận hờn, mỗi lần nhớ lại vết đau thương, cho ta lập hộ điều ta ước. Làng đẹp năm ngôi sẽ hưởng ân nói xong nàng thêm. Này hiền hữu thiện xạ, ngày trước, khi ta cúng dường các vị độc giác Phật, ta dâng lời cầu nguyện rằng ta muốn có đủ thần lực giết con voi sáu ngà kia để chiếm một đôi ngà. Điều này ta không phải chỉ thấy trong giấc mộng mà thôi đâu. Đó còn là lời nguyện ta phải thành đạt. Hiền hữu hãy ra đi, đừng lo sợ gì cả. Nàng nói vậy để trấn an gã gã chấp thuận lời nàng và đáp xin tuân lệnh hoàng hậu nhưng trước hết xin lệnh bà chỉ rõ cho thần biết voi ấy hiện ở đâu và gã hỏi qua phần kệ mười lăm voi ở đâu tìm kiếm chốn nào đường voi đi tắm hướng ra sao nơi nào phương tượng thường bơi lội xin chỉ con đường để bắt mau lúc ấy nàng hồi tưởng lại đời trước của mình và nhớ rõ địa điểm ấy nên chỉ đường cho gã qua hai phần kệ 16 không xa nơi tấm ấy là bao thăm thẳm hồ sâu diễm lệ sao hoa rộ nở đầy ông bướm lượng đấy nơi vương tượng dễ tìm cầu 17 tắm mát cài sen chiếc miệng hoa hân hoang vòi rảo bước về nhà, như cành sen trắng cao vòi vội theo gót bà Hoàng yêu thiết tha. Sonutara nghe vậy chấp thuận ngay và thưa. Tâu lệnh bà, tiểu thần xin đi giết voi này và đem về dân cập Nga. Nàng hoan hỷ ban thưởng gã một ngàn đồng tiền vàng và bảo. Hiền Khanh cứ trở về nhà đã, sau bảy ngày nữa hãy khởi hành đến đó. Nàng cho gã lui về và triệu tập đám thợ rèn lại truyền lệnh. Này các khanh, ta cần một cái rìu, một cái xẻng, một cái khoang, một cái búa, dụng cụ để chặt tre, cái liềm cắt cỏ, một gậy sắt, một cái cọc, một cái chỉ ba bằng sắt. Hãy làm mọi thứ thật gấp rồi đem đến đây ngay. Nàng lại cho triệu tập đám thợ đồ da bảo họ, Nè các khanh, hãy làm cho ta một cái túi da đựng đủ đồ vật nặng cỡ một đầu heo lớn. Ta lại cần các dây da, các lưới da, đôi giày lớn vừa cho voi mang và một cái dù da để nhảy xuống. Hãy làm mọi thứ thật cấp bách rồi đem lại đây ngay. Các hai đám thợ rèn và thợ da kia làm gấp mọi vật rồi mang lại cho nàng sau khi có đủ mọi vật dụng cần thiết cho cuộc hành trình, cùng lửa, củi đủ loại, nàng đặt mọi món trang bị cần thiết như bánh nướng, lương khô, vân vân vào túi da. Tất cả nặng cỡ chiếc đầu heo. Còn Sunutara, sau khi sắp đặt xong xuôi, đến ngày thứ bảy, cung kính diện kiến hoàng hậu. Nàng bảo, Này hiền hữu, tất cả mọi hành trang đã hoàn thành hãy cầm túi da này đi. Gã này là một tên hạ đẳng lực lưỡng gan dạ, mạnh bằng năm con voi, nên cầm chiếc túi kia như thể túi đựng bánh đặt lên sườn, rồi đứng lên như thể hai tay không. Nàng Chula Subhata trao lương thực cho đám tùy tùng của gã và tâu trình vua rồi truyền gã lui ra. Gã đánh lễ vua cùng hoàng hậu xong, xuống thềm cung điện đặt các vật dụng lên một cổ xe, khởi hành khỏi kinh thành cùng một đoàn tùy tùng đông đảo, rầm rộ vượt qua vô số thôn làng tới vùng biên địa. Lúc ấy, gã bảo dân chúng lui và tiếp tục đi cùng đám dân, cư ngụ trên biên giới cho đến khu rừng. Qua khỏi những nơi có người ở, gã lại cho dân biên giới lui về và một mình gã tiến lên một khoảng 30 dặm đường. Băng qua rừng cỏ, cu sa và nhiều cỏ khác rậm rạp. Những đám dày đặc rau quế, lau sậy, cây đậu, những khóm gai, mía và cây đủ loại. Rồi các rừng rậm toàn lâu, mía dày, rậm đến độ rắn cũng không thể bò qua được. Rồi các rừng cây lớn, tre nứa, những bãi nước lầy, những dải núi. Gã lần lượt đi qua 18 vùng tất cả qua rừng cỏ, gã cắt bằng lưỡi liềm. Qua các đám, rau, gai, tre, nứa, gã mở đường bằng dụng cụ đẳng tre. Gã chặt các cây lớn bằng cái rìu, còn các cây cổ thụ quá lớn, gã phải đục bằng cây khoan trước tiên. Sau đó, tiếp tục cuộc hành trình, gã làm một cái thang trong rừng tre và trèo lên ngọn cây. Gã đặt một cây tre vừa chặt lên trên bụi tre kế đó. Cứ thế, gã bò dần qua các đọt tre đến một bãi lầy. gã lại trải một tấm ván khô trên bùn, bước qua rồi ném một tấm ván khác ra phía trước và cứ thế đi băng qua bãi lầy. sau đó gã lại đóng thuyền để vượt qua một vùng ngập nước. cuối cùng đến đứng dưới chân các ngọn núi. cả bộ cái móc sắt của chỉ ba vào sợi dây, ném lên cao cho nó dính chặt vào sườn núi leo lên sợi dây, gã khoan núi bằng đầu gậy có gắn kim cương, đóng cọc vào lỗ rồi đứng lên đó. Sau, gã lại kéo cái móc sắt có chỉ ba ra, đóng vào sườn núi cao hơn trước. Từ nơi này, gã để dây da thòng xuống, xong gã cầm dây trèo xuống, buộc dây vào cọc phía dưới. Rồi tay trái cầm dây, tay phải cầm búa, gã đánh vào sợi dây để kéo cái cọc ra và trèo lên lần nữa. Bằng cách này, gã trèo lên đỉnh núi đầu tiên, rồi bắt đầu đi xuống phía bên kia sau khi đóng cọc vào đỉnh núi đầu tiên như trước đây. Xong buộc dây vào túi da và bao quanh cái cọc. Gã ngồi vào trong túi da và thả mình xuống bằng cách buông dần cuộn dây như thể nhện nhã tơ vậy. kẻ để cho cái dù da bắt gió và hạ xuống nhanh như chim tương truyền ít nhất là thế đấy. Như vậy, bậc đạo sư kể chuyện gã thợ săn tuân lệnh nàng Supada, xông pha từ Kinh Thành, băng qua 17 địa giới khác nhau, cho đến khi vào tận miền núi rừng. Những cách gã băng rừng vượt qua 6 vùng núi non như thế nào để leo lên đỉnh Kim Sơn. 18. Thợ săn nghe lệnh, vững can tràn. Nai nịch cung tên, tiếng bước đàn. Băng vượt bảy tầng non bát ngát. Cuối cùng đến thượng đỉnh Kim Sang. 19. Đến núi cao đầy quỷ ẩn thân. Khối gì trước mắt, dáng như phân. Chính cây đa chúa, thân to lớn. Đỡ tám ngàn cành, tán trải hai 20. Trú đầy bạch tượng mạnh vô song có sáu ngà, quân đội tám ngàn, ngà tựa càng xe, tài thiện chiến, hộ phòng giao đấu tóc dư phong. 21. Gần đó hồ kia nước tận bờ, xứng nơi vương tượng lội bơi qua, đôi bờ khả ái, muôn hoa đẹp, ông lượng quanh đầy tiếng nhỏ to. 22. Đánh dấu đường đi của tượng vương, những khi bơi lội chí kiên cường, gã đào hố việc làm hèn hạ, xúi dục cho vương hậu giận hờn. Tiếp theo, đây là câu chuyện từ đầu đến cuối. Chuyện kể rằng, sau 7 năm, 7 tháng, 7 ngày, khi đến tận nơi cư trú của bậc đại sĩ theo cách kể trên, cả thợ săn ghi dấu kỹ nơi ấy và đào một cái hố ở đó. Gã bảo, ta sẽ đứng đây và đâm chết voi chúa. Gã sắp đặt công việc như vậy xong, vào rừng chặt cây làm cột trụ, cùng chuẩn bị một số vật dụng khác. Khi đàn voi đến tắm ở nơi voi chúa thường đứng, gã lại đào một hố vuông bằng một cây cuốc lớn, và đám đất gã đào lên, gã rải khắp mặt nước như thể gieo hạt. Và trên đầu các tảng đá hình khối xây, gã trồng một trụ trồn thêm các vật nặng cùng dây da và trải nhiều ván lên trên. Kế đó, gã đào lỗ vừa cỡ một mũi tên, rồi ném đất đá, rác rến lên nữa. Còn một bên, gã làm lối ra vào cho gã. Thế là khi hố đã xong xuôi, vào lúc tảng sáng, gã buộc một chùm tóc giả trên chỏm, mặc hoàng y vào, cầm cung và mũi tên độc, gã bước xuống đứng dưới hố kia. Bậc Đạo Sư giải thích mọi việc như sau. 23. Chè hố trước tiên đẩy ván dày, bước vào cung nắm ở trong tay. Vừa khi bạch tượng đi qua đó, kẻ ác cho tên giữ vút bay. 24. Vòi bị thương gầm rống thảm thương, cả đoàn đáp lại cũng gầm vang, ngàn cây nghiêng ngã dày tan cỏ, tán loạn đàn voi chạy thẳng đường. 25. Voi chúa đã gần giết địch nhân vì chứng đau đớn hóa điên cuồng. Nhưng kìa đôi mắt ngài vừa gặp biểu tượng thanh cao chiếc áo vàng, bộ áo tu hành bất khả phạm, ấy điều suy nghĩ của hiền nhân. Bậc Đạo Sư trong lúc nói chuyện với thợ săn, ngâm hai vần kệ này. 26. Người nào vấy phải tội đầy thân, chẳng chế ngự mình, thiếu thật chân, dù chiếc hoàng y mình nó mặc, chẳng hồng, mong đạt tịnh thanh tâm. 27. Còn kẻ thoát ra mọi lỗi lầm, đầy lòng chân thật, tự điều tâm, vững lòng cương quyết theo công chánh, xứng đáng y vàng khoác tấm thân. Nói xong, bậc đại sĩ dập tắt mọi nỗi hận sân đối với gã kia và hỏi. Tại sao ông bắn ta bị thương? Có phải vì lợi ích riêng hay vì bị kẻ nào mua chuột? Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 28. voi trúng tên tàn bạo quỷ chân, trong lòng bình thản hỏi cừu nhân, đích gì khi giết nhầm ta thế? cho biết ai xúi dục bản thân. Kế tiếp, gã thợ săn đáp kệ này. 29. Ái hậu Kashi bậc đại quân, Spada bảo đã từng trong, dáng ngài trong mộng và vì thế, ta muốn ngà kia hãy kiếm dân. Nghe gã nói điều này, ngài nhận ra đây là việc làm của nàng Chula Spada nên Ngài nhẫn nhục chịu đau đớn và suy nghĩ. Nàng chẳng cần gì đôi ngà của ta đâu. Nàng bảo gã đi đến đây chỉ vì muốn giết ta đấy thôi. Và để làm sáng tỏ việc, Ngài ngâm hai phần kệ. 30. Kho báu ta mang ở bộ ngà, hình hài di tích của ông cha. Điều này ác phụ am tường quá nên kẻ khốn nhằm đoạt mạng ta. 31. Trước khi ta chết, thợ săn ôi, cưa lấy bộ ngà của chú voi, bảo ác phụ kia mừng mãn nguyện, đây ngà bạch tượng đã lìa đời. Nghe ngài bảo vậy, gã thợ săn đứng dậy từ nơi gã đang ngồi, cầm cưa trong tay đi đến gần ngài để cắt đôi ngà. Lúc bấy giờ, vương tượng cao như một ngọn núi 88 cubit, gần 40 mét, nên không thể cưa được như ý muốn, vì gã này không thể lên tới tận đôi ngà. Thế thế, bậc đại sĩ phải cúi mình trước gã, nằm xuống kê đầu dưới đất. Lúc ấy, gã mới trèo lên chiếc vòi của bậc đại sĩ, giảm chân lên đó như thể sợ dây thừng bạc, rồi đứng trên trán ngài như thể đỉnh núi Kê-sa-la. Sau đó, gã nhét chân gã vào miệng ngài. Đầu gối gã đập vào da thịt trong miệng ngài. cả bò xuống từ trán ngài và thọc cây cưa vào miệng ngài. Bậc đại sĩ chịu đựng nỗi thống khổ hành hạ và miệng ngài ứa đầy máu. Con gã thợ săn đi lanh quanh chỗ này chỗ kia vẫn không thể nào dùng cái cưa cắt được đôi ngà. Vì thế, bậc đại sĩ để máu rơi ra từ miệng ngài chịu đựng nỗi đau đớn cực độ, hỏi gã. Này tôn ông, không cưa được sao? Và khi nghe gã bảo, không. Ngài liền lấy lại sự bình tĩnh trong tâm, bảo. Vậy thì được rồi, vì ta không còn đủ sức đưa chiếc vòi lên. Ông hãy nhấc nó lên cho ta, và nó sẽ cầm một đầu cưa. Gã tợ săn làm theo. Bậc đại sĩ dùng vòi cầm phía đầu cưa, đưa lui đưa tới và đôi ngà được cắt rời ra ngay như đọt cây. Sau đó, ngài bảo gã cầm lấy đôi ngà và nói, Này hiền hữu lập hộ, không phải ta cho ông đôi ngà này vì ta không quý trọng chúng, cũng không phải giống như một người mong ước địa vị của đế thích thiên chủ, ma vương hay phạm thiên đâu. Nhưng đôi ngà chánh đẳng chánh giác còn đáng quý đối với ta gấp cả trăm ngàn lần hơn đôi ngà này. Và ta ước mong công đức thiện hành này sẽ làm nhân duyên cho ta chứng đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vừa khi cho gã đôi ngà, ngài hỏi, Ông đến đây phải đi mất bao lâu? Bảy năm, bảy tháng, bảy ngày. Vậy nhờ thần lực của đôi ngà này, ông sẽ về đến Ba La Nại trong bảy ngày thôi sau khi ngài bảo gã ra đi và trước khi đàn voi kia cùng hoàng hậu Subhadra đến nơi, ngài đã qua đời. Bậc đạo sư giải thích sự việc qua vần kệ. 32. Rồi thợ săn cưa lấy bộ ngà từ hàm bạch tượng tối cao ra, sáng ngời bảo vật vô song ấy, gã bước nhanh chân trở lại nhà. Khi gã đi rồi, Đàn voi không còn thấy bóng kẻ thù trở lại nữa. Bậc đạo sư giải thích việc này như sau. 33. Kinh Hải nhìn phương tượng bỏ thân, đàn voi vùng tán loạn hoang mang, chẳng tìm thấy vết cừu nhân ác, trở lại nhìn vua ngã xuống đàn. Vương hậu Supadda cùng đến với đàn voi, tất cả đều đau đớn than khóc và từ đó đi ý kiến các vị độc giác Phật trước kia thường rất thân thiết với bậc đại sĩ và thưa. Bạch các tôn giả, Đức vua thường vẫn cúng dường các tôn giả mọi vật dụng cần thiết. Đá từ trần vì trúng một mũi tên độc. Xin các tôn giả đến viếng thi hài của Ngài đang được quàng tại nơi kia. Năm trăm vị độc giác Phật liền bay qua không trung, hạ mình xuống vùng đất thiên ấy vào lúc hai chú voi con lấy ngà nâng thi hài của voi chúa lên để thi hài tỏ dấu hiệu sùng kính các vị độc giác Phật. Rồi nâng thi hài cao đến tận dàn hóa thiêu và làm lễ hỏa tán. Suốt đêm ấy, các vị độc giác Phật tụng kinh trong thánh địa này. Tám ngàn voi ấy sau khi dập tắt các ngọn lửa, liền tắm rửa rồi cùng theo hoàng hậu Supada dẫn đầu trở lại nơi cư ngụ như cũ. Bậc Đạo Sư giải thích vấn đề như sau. 34. Đàn voi khóc lóc lẫn kêu gào, tất cả chất ro đội đỉnh đầu chậm chậm trở về nơi cư trú, theo sau hoàng hậu mãi thanh cao. Con gã Sunutara trong bảy ngày đã về tới Balanai cùng với bộ ngà voi. Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau. 35. Thẳng đến ca si gã thợ săn, vô sông tặng Phật gã vừa mang, bộ ngà của chúa voi ngời chiếu, làm mọi tâm hoang với ánh vàng. Đến trước bà hoàng kia gã nói, đây ngà vương tượng đã từ trần. Bây giờ, khi mang đôi ngà đến dân hoàng hậu gã thưa, tâu hoàng hậu chúa voi mà hoàng hậu mang mối thù hận trong lòng chỉ vì một lỗi lầm nhỏ nhặt ấy đã bị tiểu thần giết chết rồi. Nàng kêu lớn, Người bảo rằng ngài đã chết rồi ư? Gã dân đôi ngà lên và tâu, Hoàng hậu cứ tin chắc rằng ngài đã chết, đây là đôi ngà của ngài. Nàng nhận lấy đôi ngà có sáu sắc hào quang ấy, để lên chiếc quạt nạm ngọc của nàng rồi đặt vào lòng. Nàng nhìn đôi ngà của voi chúa ngày trước, trong một đời trước đã là vị quân vương ái kính của nàng. Nàng nghĩ thầm, gã thợ săn này trở về với đôi ngà gã cưa được từ bảo tượng mà gã đã giết bằng mũi tên độc. Rồi nhớ lại bậc đại sĩ, lòng nàng bỗng tràn ngập đau thương đến độ nàng không thể chịu đựng được nữa, tim nàng tan nát ra và nàng từ trần ngay hôm ấy. Bậc Đạo Sư ngâm vần kệ để làm sáng tỏ câu chuyện. 36 Bà Hoàng vừa chợt thấy đôi ngà, Chúa Thượng giấu yêu thở đã qua, lòng quá đau thương liền vỡ nát, vì ngài kẻ ngốc hóa ra ma. 37 Khi Đại Trí Nhân đủ lực thần, mỉm cười trước mắt các hiền tăng, tức thì thánh chúng liền suy nghĩ, chư Phật chẳng cười chuyện bỗng dưng. 38. Ngài bảo, các ông thấy nữ nhi, làm sa di ấy, khoác hoàng y, xưa là hoàng hậu, và ta nữa. Ngài tiếp, là voi chúa mất đi. 39. Kẻ ác cưa ngà báu trắng tinh vô sông dưới thế ánh quang minh đem về thành phố ba la nại này chính đề bà đạt đích danh 40 phật đà với trí tuệ riêng ngài kể lại chuyện xưa ấy thật dài đủ mọi nỗi buồn đau thống thiết dù ngài đã thoát hết bi ai 41 ngày xưa bạch tượng chính ta đây làm chúa voi đông đảo cả bầy. Như vậy, chư Tăng ta muốn bảo, các ông hiểu rõ tiền thân này. Các vận kệ trên được các tỷ kheo ghi nhớ khi Tăng chúng tán dương đạo Pháp và ca ngợi đấng thế tôn đầy đủ mọi thần lực. Khi nghe Pháp thoại này xong, một số trong đại chúng chứng quả dự lưu, còn vị Sajini ấy về sau nhờ tu tập thiền định đã chứng đắc quả a à la hán